Mến chào tái ngộ quý ông bà, cô chú và quý khán thính giả thân thương, thương đang xem chương trình thời sự Hoa Kỳ do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc quý vị tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, rất mong quý vị hãy dành cho MC và ban biên tập một lời yêu thương bằng cách bấm đăng ký kênh để ủng hộ Emily và Cộng sự. Và sau chương trình, xin quý vị hãy chia sẻ những nội dung hấp dẫn này đến với nhiều người hơn để cùng nhau tạo nên một cộng đồng ủng hộ Tổng thống Trump năm 2024. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Hạ viện Đảng Cộng hòa đưa bác sĩ của Tổng thống Biden vào tầm ngắm, phát lệnh hầu tòa và thẩm vấn. FBI cảnh báo về mối đe dọa mạng gia tăng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer tiết lộ rằng Ông đang yêu cầu bác sĩ của Tổng thống Joe Biden ra hồ tòa và tham gia vào một cuộc phỏng vấn có ghi chép. Trong thông cáo báo chí được đưa ra vào hôm Chủ nhật, ông Comer tiết lộ rằng, ủy ban lo ngại đánh giá y tế của tiến sĩ Kevin O'Connor về Biden có thể bị ảnh hưởng bởi sự tham gia kinh doanh riêng của ông với gia đình Biden. Thông cáo báo chí từ ủy ban được đưa ra sau màn trình diễn kém ấn tượng của Biden tại cuộc tranh luận tổng thống với cựu tổng thống Donald Trump vào ngày 27 tháng 6. Sau cuộc tranh luận, một số đảng viên dân chủ, nhà tài trợ và cử tri đã đưa ra ý tưởng thay thế Biden và đặt câu hỏi liệu ông có thể phục vụ thêm một nhiệm kỳ tổng thống hay không. Các nhà báo đã vội vã đưa tin về điều mà người Mỹ đã thấy rõ trong nhiều năm rằng tổng thống đang không ổn. Cụ thể, trong một lá thư gửi cho O'Connor, Chủ tịch Comer viết rằng, người Mỹ đặt câu hỏi về khả năng lãnh đạo đất nước của Tổng thống Biden và Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm đang điều tra các tình tiết xung quanh đánh giá của ngài vào tháng 2 năm nay rằng, Tổng thống Biden là một người đàn ông 81 tuổi, khỏe mạnh, năng động, cường tráng, vẫn đủ sức khỏe để thực hiện thành công các nhiệm vụ của Tổng thống. Nhưng gần đây người ta phát hiện ra rằng O'Connor chưa bao giờ khuyến nghị Tổng thống làm bài kiểm tra nhận thức. Ủy ban giám sát lo ngại rằng các đánh giá y tế của ông đã bị ảnh hưởng bởi các hoạt động kinh doanh riêng của ông với gia đình Biden. Cụ thể, bằng chứng gần đây mà ủy ban thu thập được cho thấy, sự tham gia của O'Connor và James Biden vào AmeriCorps Health LLC Trump Biden, anh trai của Tổng thống, đã sử dụng tiền từ AmeriCorps để trả cho Joe Biden 200.000 đô la khi công ty đang gặp khó khăn về tài chính. AmeriCorps là một công ty điều hành các bệnh viện nông thôn và hiện đang tham gia vào các thủ tục phá sản. Như một phần của cuộc điều tra luận tội của ủy ban về các kế hoạch môi giới ảnh hưởng của gia đình Biden, ủy ban đã phỏng vấn người quản lý phá sản theo chương 11 của AmeriCorps, Carol Force vào tháng 12 năm 2023. Trong thời gian làm hiệu trưởng tại AmeriCorps, Trump Biden đã nhận được các khoản thanh toán là 400.000 đô và 200.000 đô, được coi là các khoản vay từ công ty được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của ông. Trump Biden đã có được khoản vay 600.000 đô la từ AmeriCorps dựa trên các tuyên bố rằng họ của ông Biden có thể mở ra cánh cửa và rằng ông có thể nhận được khoản đầu tư lớn từ Trung Đông dựa trên các mối quan hệ chính trị của Tổng thống. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2018, cùng ngày James Biden nhận được khoản tiền 200.000 đô la từ AmeriCorps vào tài khoản ngân hàng của mình. James Biden đã viết một tấm xét cho anh trai mình, Joe Biden, trị giá 200.000 đô la để trả nợ. Comer tiếp tục lưu ý rằng, vào tháng 2 năm 2024, trong một cuộc phỏng vấn được ghi chép lại với James Biden, Người ta tiết lộ rằng O'Connor đã cung cấp cho ông ấy lời khuyên có liên quan đến công việc của ông ấy với America. Để hiểu được mức độ tham gia của ông vào hoạt động tài chính của gia đình Biden, chúng tôi yêu cầu ông O'Connor xuất trình tất cả các tài liệu và thông tin liên lạc mà ông có liên quan đến AmeriCorps và trans Biden. Lá thư viết, đồng thời nói thêm rằng O'Connor có thời hạn đến ngày 14 tháng 7 để lên lịch phỏng vấn, sau khi tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ cho Biden, O'Connor tiết lộ vào tháng 2 rằng Biden vẫn đang phải đối mặt với bệnh lý thần kinh ở bàn chân cùng với dáng đi cứng nhắc. Nhưng theo CNN, thư ký báo chí Karen Trinpeer gần đây đã được hỏi liệu Biden có được kiểm tra y tế kể từ tháng 2 hay không. Trinpeer tuyên bố rằng câu trả lời là không sau khi nói chuyện với bác sĩ của Biden. FBI cảnh báo về mối đe dọa mạng gia tăng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Kính thưa quý vị, FBI đang cảnh báo rằng việc mở rộng cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo của Mỹ khiến nguy cơ tấn công mạng trong ngành năng lượng tăng lên. Trong một thông báo riêng gửi đến khu vực năng lượng tư nhân được phát hành hôm ngày 1 tháng 7, FBI đã nêu ra rằng những cuộc tấn công này có thể bao gồm việc tinh tật tìm cách đánh cắp tài sản trí tuệ, làm gián đoạn hoạt động sản xuất điện, hoặc đòi tiền chuộc cho thông tin quan trọng vì động cơ địa chính trị hoặc lợi ích tài chính. FBI cho biết trong thông báo này rằng, với việc các cơ quan lập pháp liên bang và địa phương ủng hộ các loại năng lượng tái tạo, ngành này sẽ mở rộng để theo kịp tốc độ, tạo ra nhiều cơ hội và mục tiêu hơn cho các tác nhân mạng độc hại. Tài liệu này đã nêu bật một tình huống vào năm 2019. Vụ việc này liên quan đến một công ty tư nhân vận hành các tài sản năng lượng mặt trời đã mất khả năng giám sát khoảng 500 MW các nhà máy điện gió và điện mặt trời trên khắp California, Utah và Wyoming do một cuộc tấn công từ chối dịch vụ lợi dụng các lũ hổng chưa được vá của tường lửa. Một cuộc tấn công như vậy là một nỗ lực nhằm phá vỡ hoạt động bình thường của mạng lưới, dịch vụ hoặc trang web bằng cách khiến cho nó bị quá tải trước một lưu lượng truy cập Internet ồ ạt từ nhiều nguồn. FBI cho biết, mặc dù không rõ liệu tình huống cụ thể này có phải là một cuộc tấn công mạng có chủ ý nhắm vào công ty cụ thể này hay không, thế nhưng vụ việc đã nêu bật những rủi ro do công tác bảo mật dựa trên phần mềm lỗi thời gây ra cơ quan này lưu ý rằng mặc dù các cuộc tấn công mạng vào hệ thống năng lượng mặt trời dân dụng hiếm gặp trong lịch sử nhưng tinh tặc có thể tìm cách nhắm mục tiêu vào các hệ thống khác như các vi lưới điện hệ thống điện cục bộ có thể hoạt động độc lập khi mất điện hoặc bộ biến tầng tại các nhà máy điện mặt trời fbi cho biết các nhà nghiên cứu đang nỗ lực chống lại nguy cơ tiềm ẩn này thông qua một thiết bị cảm biến thụ động có thể phát hiện ra việc dòng điện hoạt động bất thường Cơ quan chấp pháp này đã trình bày chi tiết rằng một cuộc tấn công mạng nhắm vào hệ thống các tấm binh mặt trời, dù là dân dụng hay thương mại, có thể sẽ tập trung vào việc nhắm mục tiêu vào phần mềm và phần cứng vận hành của hệ thống. FBI cũng đặc biệt lưu ý rằng, tin tặc có thể cố gắng giành quyền kiểm soát hệ thống tấm binh mặt trời qua các bộ biến tầng thông báo giải thích rằng bộ biến tần có chức năng chuyển đổi năng lượng điện một chiều mà các tấm binh mặt trời tạo ra thành dòng điện xoay chiều được dùng trong thực tiễn. Cơ quan này cho biết họ khuyến khích nhân viên hiện đang làm việc và nhân viên cũ của các công ty trong ngành năng lượng tái tạo báo cáo các vụ xâm nhập mạng nhắm vào chính họ hoặc tổ chức của họ. Thông báo của FBI được đưa ra chỉ vài ngày sau khi công ty an ninh mạng Ragos chỉ ra, các mối đe dọa tăng lên đáng kể, đặc biệt là trong lĩnh vực như năng lượng tái tạo tại khu vực Bắc Âu, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy và Thụy Điển. Khu vực Bắc Âu nổi tiếng với cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tân tiến và mức độ kết nối cao. Khi các quốc gia này dẫn đầu những tiến bộ về công nghệ và năng lượng tái tạo, thì mức độ rủi ro mạng mà họ phải đối mặt cũng leo thang. Công ty An ninh mạng cho biết trong một bài đăng trên blog phát hành hôm ngày 28 tháng 6, Việc chuẩn bị ứng phó với các mối đe dọa mạng, FBI đã ban hành các hướng dẫn mà ngành năng lượng tái tạo có thể thực hiện để giải quyết các mối đe dọa về gián điệp vào mạng. Thường xuyên giám sát hoạt động của mạng lưới để phát hiện lưu lượng và hoạt động bất thường hoặc đáng ngờ, cập nhật các mạng lưới công ty để phá mọi lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn, cùng với việc sử dụng tường lửa và phần mềm chống virus, báo cáo các hành vi xâm nhập mạng lưới máy điện toán cho các tổ chức chấp pháp thích hợp báo cáo cho cơ quan chấp pháp về các cuộc kiểm tra bất ngờ tới các cơ sở của công ty hoặc những hành vi gạ gẫm đáng ngờ đối với nhân viên khi họ tham dự hội nghị hoặc khi đi ra ngoại quốc. Xem xét cẩn thận các rủi ro từ các nhà cung cấp để tránh bị lợi dụng có chủ ý các lỗ hỏng trong chuỗi cung ứng như một phương tiện tấn công. FBI cũng khuyến nghị những người làm công tác bảo vệ mạng lưới các cá nhân hoặc nhóm chịu trách nhiệm bảo vệ mạng lưới nên áp dụng các kỹ thuật giảm thiểu chung để giảm nguy cơ bị tấn công những kỹ thuật này bao gồm duy trì sao lưu dữ liệu ngoại tuyến bảo đảm dữ liệu sao lưu được mã hóa và xem xét tình hình bảo mật của các nhà cung cấp bên thứ ba và những nhà cung cấp được kết nối với tổ chức này những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay do Emily và cộng sự thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Post Time.